Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây chính là Huawei P30 Pro và cái tính năng đặc biệt nhất, ấn tượng nhất cũng như có thể gọi là xuất sắc nhất của cái điện thoại này chính là camera. Và mình sẽ làm một cái video chia sẻ kỹ hơn về cái camera trên cái điện thoại này để xem nó có những cái tính năng gì và cái khả năng chụp hình của nó sẽ là như thế nào. Ok, thì đây chính là cái giao diện chính của camera. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta có những cái tùy chọn công cụ này, thanh zoom này, những cái chế độ vuốt qua vuốt lại đó. Và chúng ta có những cái nút như là chụp hình, chuyển camera trước hay là xem lại ảnh. Thì nói chung là cái giao diện nó cũng đơn giản thôi. Và mình thích ở một vài những điểm sau. Một, đó là thanh trượt zoom. Các bạn có thể bấm vào để mà chuyển theo từng nấc được cài đặt sẵn đó. Rộng 0.6x, 1x, 5x, 10x. Hoặc các bạn có thể kéo cái này lên tối đa nhất lên tới là 50x. Hoặc không thì các bạn cũng có thể tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình để mà kéo ra ở đây. Thay vì cái việc các bạn phải zoom bằng tay như thế này mất việc, thì bây giờ các bạn chỉ cần kéo cái thanh nhỏ này ở đây mà thôi. Và mình thấy cái kiểu làm như vậy rất là linh hoạt. Nó sẽ giúp cho mình có thể căn bố cùng một cách tốt hơn, hoặc là zoom một cách dễ dàng hơn. Cái điều thứ hai chính là cái thanh chuyển qua những cái chế độ rất là trực quan. Và nó nằm ở bên dưới như vậy, nó sẽ giúp cho các bạn dễ chuyển qua chuyển lại, cho dù là các bạn cầm máy bằng một tay đó. Và những cái chế độ ở đây thì mình sẽ nói từng thứ một sau. Ở bên trên này các bạn sẽ có rất nhiều cái công cụ khác để mà chúng ta có thể lựa chọn. Nổi bật nhất trong đó chính là cái nút AI đã được đưa ra bên ngoài. Nếu như với Mate 20 Pro các bạn sẽ phải vào cài đặt và sẽ tùy chọn được phần Master AI. Thì bây giờ đã không còn nữa. Nó đã đưa hết ra ngoài để các bạn có thể dễ dàng kích hoạt lên hơn. Đấy. Sau đó chúng ta có một cái bộ lọc ở đây. Những cái bộ lọc như là thông thường, sống động và mịn màng. Đấy. Bạn thích kiểu nào? Chiến kiểu đấy luôn. Đó. Và một tính năng nó là High Vision. Cái tính năng này thì nó sẽ giúp cho các bạn nhận ra được một vài những cái tùy chọn. Ví dụ như là quét xem cái thực phẩm đó có bao nhiêu calo, hay là quét xem cái sản phẩm đó được bán ở đâu, giá bao nhiêu, hay là dịch các thứ, rồi quét mã vạch. Và bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn đến từng cái cài đặt ở đây nhá. Thì cái thứ nhất đó là chế độ chụp hình bình thường. Các bạn sẽ có thể chụp một cách rất là bình thường. Bấm chụp rồi thì mặc định nó sẽ chụp ở cái độ phân giải đấy là 10 megapixel. Các bạn có thể, chúng ta có những lựa chọn như là 40 chấm, 10 chấm, 7 chấm, và toàn màn hình thì là 6 chấm. Thì thực sự 10 megapixel nó là cái chế độ chụp tốt nhất trên cái điện thoại này, bởi vì nó sẽ gom 4 điểm ảnh ở cái cảm biến 40 chấm lại để tạo thành một bức hình với độ phân giải là 10 chấm. Nó mang nhiều thông tin hơn, nó cũng sẽ mang chi tiết tốt hơn so với nhiều những cái ảnh 10 chấm thông thường. Trong khi đó, cái dung lượng thì nó lại cũng không hề nặng như là mấy cái camera với độ phân giải là 25 chấm, 3 chấm hay thậm chí là 40 chấm nếu chụp ra full cái độ phân giải đó. Và lời khuyên của mình đấy là khi chụp hình thì cũng nên để độ phân giải 10 chấm như vậy. Nó sẽ cho chất lượng hình ra tốt nhất. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cái định dạng ảnh RAW và nó sẽ chỉ hỗ trợ cái chế độ chuyên nghiệp mà thôi. Và bây giờ mình sẽ nói đến chế độ chuyên nghiệp luôn nhé. Chế độ chuyên nghiệp các bạn có thể tùy chỉnh được rất nhiều những chế độ. Ví dụ như khả năng đo sáng này. Chúng ta có 3 kiểu đo sáng khác nhau. Đo sáng toàn vùng này. Đo sáng ma trận này, là đo sáng điểm này. Thì mỗi cái đo sáng nó sẽ là một cái tính năng khác nhau. Bạn nào mà hiểu nhiếp ảnh thì hiểu. Còn bạn nào mà không hiểu thì mình có giải thích hết cả cái video này, có khi chưa hiểu đâu. Để mình sẽ bỏ qua cái khác. Rồi chúng ta sẽ có thể chỉnh được ISO và tối đa nhất ISO có thể kéo được lên đến mức. Đây là 409.600. Đấy, và các bạn có thể thấy sự khác biệt khi mình để mức ISO 50 này. Đen xì, kéo lên đến mức ISO cao. Nó nhận được một tí sáng nên hơi xám xám nhẹ. Tức là cái mức giải nhạy sáng của nó cực kỳ cao luôn. Và mình cũng đã từng thử chụp một vài những cái tấm hình với mức ISO đâu đó tầm 3200. Vẫn ngon, vẫn ổn, vẫn dùng được. Ê, đúng kinh khủng thật với camera của cái con máy này. Ngoài ra các bạn có thể tùy chỉnh cái shutter này. Thời gian phơi sáng tối đa của nó sẽ là 30 giây. EV thì có thể kéo lên đến mức đấy là 4.0. Cái mức tranh sáng rất là cao để giúp các bạn có thể chụp lấy chi tiết vùng tối tốt hơn. Các kiểu. Hay là chúng ta cũng có thể tùy chọn được cái chế độ lấy nét với AFC, AFS hoặc là MF. Tức là lấy nét liên tục, lấy nét single shot hoặc là lấy nét bằng tay luôn. Tùy chỉnh được cái cân bằng trắng thì cũng có rất nhiều những cái profile sẵn như là đám mây này, đèn huỳnh quang, rồi là ánh sáng ban ngày, nắng gắt, rồi là các bạn có thể tùy chỉnh được cái nhiệt độ K ở đây luôn. Từ cái mức tối thiểu là 2800 cho đến mức tối đa nhất, đó là 7000. Và cái hay của cái tính năng chuyên nghiệp này, đó là nó hỗ trợ cả ống kính góc rộng và nó hỗ trợ cả ống kính Tele 5X.
chứ không phải là một vài những sản phẩm flagship khác thì nó sẽ chỉ có cái tính năng chuyên nghiệp này ở cái ống kính chính mà thôi. Và đây là một cái điều cộng trên P30 Pro, đặc biệt là đối với những ai thích cái thể loại phơi sáng, mà phơi sáng thường thích bật góc rộng lên, toàn cảnh hơn, rộng hơn, góc nhìn đã hơn và phơi sáng nó cũng sẽ đẹp hơn. Quay đến chế độ chân dung thì dễ dàng thôi, các bạn sẽ có hai thứ có thể tùy chỉnh được. Một đấy là làm đẹp ngay trong khi chụp, và cái cấp độ làm đẹp nó sẽ phụ thuộc vào cái sở thích của bạn, từ mức 0 cho đến mức 10, tức là một là ảnh không đẹp, hai là ảnh đẹp vừa vừa, và ba là các bạn để mắc ảo luôn. Hay một cái nữa, đây chúng ta cũng sẽ có một cái chế độ tùy chỉnh những cái bokeh đằng sau để giúp nó ảo hơn, để giúp nó ấn tượng hơn. Ví dụ như chúng ta có vòng tròn này, để trái tim này, xoắn ốc này, đĩa này, trời, đĩa nó là kiểu bầu dục ấy. Đấy, hay là pop này, rồi là chế độ ảnh sáng sân khấu. Và thực sự cái tính năng này nó hoạt động rất ngon. Rồi, quay đến chế độ chụp đêm đi. Đây là một trong những cái chế độ mà mình thực sự rất là thích trên những sản phẩm Huawei. Nó sẽ giúp các bạn có thể chụp trong những cái môi trường thiếu sáng một cách tốt hơn, và nó mang lại độ nhiễu có thể nói là thấp hơn hẳn luôn đấy. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được ISO ở mức 100 này, tối đa nhất lên tới mức 1600, hoặc nếu không các bạn có thể set ISO ở mức 100, sau đó là cái tốc độ màn chập. Đó, nó sẽ để tự động, hoặc là các bạn có thể điều chỉnh bằng tay, tối đa là 32 giây để giúp các bạn có thể phơi sáng các kiểu một cách dễ dàng hơn. Và nếu như bạn nào mà muốn có cho mình những cái tấm hình phơi sáng thì đây cũng là một cái tính năng để giúp các bạn có thể chụp mà không cần phải suy nghĩ nhiều setup thông số các thứ như thế nào. Hay là chế độ khẩu độ ở đây để giúp các bạn có thể chụp hình xóa phông với cả sản phẩm luôn, chứ không nhất thiết phải là chụp chân dung giống như cái tính năng chụp chân dung này. Đó, ok luôn, nếu bạn nào mà chụp hình sản phẩm mà muốn xóa phông các thứ thì cũng khá là ngon. Quay video ở đây mình cũng có thể áp dụng được cái tính năng làm đẹp khi quay video luôn, rất ngon. Hay là các bạn có thể tùy chọn được những cái tính năng ví dụ như là màu AI tách màu này, quay xóa phông này, hay những cái bộ lọc như hoài cổ này, các kiểu đó. Thì các bạn có thể phụ thuộc vào đây để mà chúng ta tạo ra những cái đoạn video đẹp hơn, thú vị hơn. Và đến mục khác ở đây, chúng ta sẽ còn có rất nhiều những cái tính năng khác, ví dụ như là chụp hình đơn sắc, chuyển về đen trắng theo phong cách của Leica rất chất chơi, hay là chụp HDR, chụp tạo ra những cái bức hình với ánh sáng đồng đều hơn khi mà các bạn chụp trong những môi trường tranh sáng, đặc biệt là với những ai mà đi du lịch nhiều á, mà chụp check in các thứ trong phòng, hướng cửa sổ các kiểu. Tính năng HDR của sản phẩm này thực sự rất ba đạo. Và thề luôn các bạn, HDR của con P30 Pro này nó làm quá tốt luôn. Hay là chúng ta có rất nhiều những cái bộ lọc màu ở đây. Đó, các bạn có thể có những bộ lọc như là xanh lam mờ ảo, đấy, bình minh hoài cổ, rất nhiều những cái bộ lọc khác nhau. Và những cái bộ lọc này mình có chút gì đấy rất mang sắc thái của Leica ngày xưa. Bạn nào mà đã từng được xem ảnh chụp hoặc là đã từng được chụp ảnh với những cái máy phim của Leica thì những cái bộ lọc màu này thực sự nó mang lại một cảm giác gì đấy rất Leica, rất là chất lượng luôn. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có chế độ như là chế độ dưới nước này. Khi mà sử dụng cái chế độ dưới nước này thì cái màn hình của chúng ta sẽ bị khóa cảm ứng lại. Đấy. Và các bạn sẽ sử dụng phím cứng luôn. Chụp hình thì bấm phím tăng âm lượng, quay video thì bấm phím giảm âm lượng, và nếu muốn tắt đi, ấn vào cái nút màn hình, nút nguồn ở đây. Đấy. Thế nên là khi mà chúng ta chụp hình dưới nước, các bạn sẽ bớt đi cái tình trạng đấy là gọi là gì ta, đấy là bị loạn cảm ứng và gây ra cái hiện tượng đấy là đang chụp hoặc là đang quay video bị tự nhiên bị dừng các thứ này nọ. Đây là một tính năng mình đánh giá khá là thú vị luôn, tại vì là P30 Pro chúng ta có khả năng kháng nước theo chuẩn IP68. Giữ để tắt. Rồi, ngoài ra thì sao? Chúng ta có chế độ chuyển động chậm này, quay slow motion này, thấu kính AR thì có lẽ là cũng không còn lạ lẫm gì dành cho các bạn. Hay là chế độ chụp tài liệu ở đây để mà nó tạo ra những cái photo scan nó theo cái hình dạng tiêu chuẩn, giúp các bạn đọc chữ một cách dễ dàng hơn. Và mình đặc biệt thích cái tính năng nó gọi là siêu macro. Nó có thể đưa camera lại rất gần cái chủ thể chính cần chụp, và nó có thể lấy nét được ở những khoảng cách mà mình không thể nào mình tin nổi luôn. Mình sẽ để một vài tấm chụp super macro lên để các bạn có thể thấy cái khả năng chụp macro của P30 Pro thực sự rất rất ngon. Thì nói chung, giao diện của camera trên P30 Pro mình đã chia sẻ rất kỹ trong cái video ngày hôm nay. Thì có một vài những điều mà các bạn sẽ cần phải lưu ý, đó là chế độ AI rất dễ dàng để các bạn có thể bật và tắt. Chế độ chụp chân dung chúng ta có thể làm đẹp trực tiếp, và quan trọng hơn cả là các bạn cũng có thể gán vào đây những cái hiệu ứng bokeh nó đẹp hơn và ấn tượng hơn. Chế độ chụp đêm cực kỳ dễ dàng sử dụng, các bạn sẽ chỉ cần set ISO hoặc là shutter, sau đó các bạn bấm chụp, nó sẽ mang lại cho các bạn những tấm hình với độ nhiễu thấp hơn, hoặc là không, các bạn để tự động luôn được, mình toàn để tự động thôi, chất lượng hình cũng rất ngon. Hay là với chế độ chuyên nghiệp,
các bạn có thể tùy chỉnh được rất nhiều thông số và thậm chí chúng ta có thể kéo lên đến mức đấy là 409.600, cực kỳ lớn. Quan trọng hơn cả, nó còn có chế độ chụp ở dưới nước hay là chế độ super macro, siêu macro để giúp các bạn có thể chụp ra nhiều tấm hình ấn tượng hơn và chất lượng hơn. Nói chung với P30 Pro, rất nhiều tính năng liên quan đến camera, thực sự rất ngon. Và anh em nghĩ sao về camera chia sẻ này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là trong thời điểm này, P30 Pro cũng đang được đặt trước tại rất nhiều đại lý trên cả nước như Thế Giới Di Động, này, FPT Shop hay là Cellphone.net. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!